Chelsea Liverpool đại chiến cúp liên đoàn Anh. Trận chung kết cúp liên đoàn Anh, League Cup 2021 đến 2022 giữa Chelsea và Liverpool hứa hẹn diễn ra hấp dẫn. Sẽ có một nhà vua mới lên ngôi sau 4 năm liền Man City thống trị giải đấu này. Trong bốn đấu trường mà các ông lớn Premier League thường tham dự mỗi năm, cúp liên đoàn Anh được coi là sân chơi kém sang nhất so với FA Cup, Premier League và Champions League. Đây chắc chắn là trận chung kết trong mơ bởi danh tiếng và đẳng cấp của dàn sao hai câu lạc bộ Chelsea, Liverpool cùng hai huấn luyện viên Jurgen Klopp và Thomas Tuchel. Điều thú vị khi đây là hai câu lạc bộ đều chưa có cơ hội giành ngôi vương ở giải đấu này trong vòng 10 năm qua. Chính vì vậy, cả hai đều khát khao có cơ hội chạm tay vào ngôi vương nếu họ khẳng định sức mạnh ở trận chiến đấu quyết định. Phong độ thi đấu của cả hai đội đang rất tốt. Từ đầu năm đến nay Chelsea có 6 chiến thắng liên tiếp. Trong đó đoạt luôn danh hiệu Cúp vô địch FIFA Club World Cup. Còn Liverpool cũng có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường từ đầu năm 2022 đến nay. Trong 6 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, Liverpool thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Cả hai lần chạm mặt ở Premier League mùa này giữa Liverpool và Chelsea đều kết thúc với tỷ số hòa. The Blues hiện đã giành hai danh hiệu ở mùa này, thay cho huấn luyện viên Tuchel đánh bại Villarreal trong trận tranh Siêu cúp châu Âu hồi tháng 8 năm 2021 và mới nhất là chức vô địch FIFA Club World Cup. Nếu đánh bại Liverpool, Chelsea sẽ có danh hiệu thứ ba ở mùa giải 2021-2022. Tuy nhiên, với phong độ hiện nay, giờ thực sự là đội bóng rất khó bị đánh bại. Liverpool đang có phong độ tuyệt vời, họ liên tiếp giành chiến thắng thuyết phục. Đội bóng của Klopp cũng đang tỏ ra quyết tâm mang về danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này. Đây cũng là cuộc đòi sức rất được mong chờ của Tuchel và Klopp hai trong số những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Đây sẽ là danh hiệu của cúp liên đoàn Anh đầu tiên của hai vị huấn luyện viên người Đức. Đây cũng là trận chung kết thứ năm của huấn luyện viên Tuchel. Họ đã thắng 3 trận trước đó và chỉ để thua trận chung kết pha cấp trước Leicester. Chelsea đã trở thành một chuyên gia đấu cúp dưới thời huấn luyện viên Tuchel. Kể từ chiến lược gia này lên Thái Lam Park, Chelsea luôn tỏ ra lì lợm và có duyên với các giải đấu cúp và ông đang có cơ hội đem về cho Chelsea chiếc cúp thứ 4 sau hơn một năm tại vị. Với bản lĩnh và kinh nghiệm quý giá đó, The Blues hoàn toàn tự tin hướng tới chức vô địch thứ sáu trong lịch sử giải đấu này. Còn đối với Tuy Sen thì cảm giác thỏa mãn nhất nếu thắng được Liverpool ở trận chung kết hôm nay không phải là cúp vô địch, mà là thắng được Klopp. Đây là một thách thức lớn, một cơ hội lớn và chúng tôi cảm thấy phải cạnh tranh. Rất vui được gặp Tuchel trong trận chung kết tại Wembley. Chúng tôi rất vui vì cơ hội này. Thi đấu với các đội đua Tuchel huấn luyện không chỉ là niềm vui, bởi vì họ đã mang đến cho bạn một khoảng thời gian rất khó khăn, huấn luyện viên Tuchel. Trong khi đó, huấn luyện viên Klopp đã tuyên bố rằng ông và đội bóng của mình sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh chiếm Wembley sau khi đã để thua hai trận chung kết trước đó. Tại nơi này, Chelsea đã trải qua những trận chung kết căng thẳng và chưa để thua trận nào, từ Champions League, siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Do đó, dù Liverpool được đánh giá nhịn hơn, nhưng trận tranh chức vô địch cúp liên đoàn sắp tới sẽ rất khó lường. Chắc chắn màn thư hùng tại sân Wembley lần này sẽ hấp dẫn và quyết liệt. Trận chung kết cúp liên đoàn Anh giữa Chelsea với Liverpool sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 27 tháng 2. Đây sẽ là trận chung kết thứ 9 của Chelsea. Trước đó họ đã từng 5 lần đăng quang ở đấu trường này. Trong khi đó, Liverpool là đội vào chơi chung kết cúp liên đoàn Anh nhiều nhất, 13 lần và cũng đã giành được nhiều cúp liên đoàn nhất trong lịch sử 8 lần.